Chào các em. Các em làm tiếp đề này nhé. Các em được câu 35 nè. Tính f trừ 1 này. Ở đây là f phẩy này. Đấy, dấu phẩy này hơi sát ngoặc tròn. Đấy, khi mà chia cả hai vế cho f bình thì các em thấy là f phẩy trên f bình. Các em sẽ nghĩ đến đạo hàm của một phân thức đúng không? Đấy, đạo hàm phân thức. Đó là trừ 1 trên f đúng không? Đạo hàm thì sẽ ra f phẩy trên f bình được chưa nhỉ? Đấy. Đấy là một cách để các em xử lý. Nhá, các em chia cả hai vế cho f bình. Đấy, thì các em sẽ có đấy, f phẩy x chia cho f bình x này. Đấy. Cái này thì sẽ bằng đạo hàm của trừ 1 trên fx. Đấy, đạo hàm. Đấy, bằng x bình cộng 1. Đấy, thì bây giờ nguyên hàm hai vế đúng không? Đấy, nguyên hàm hai vế thì đấy, các em sẽ suy ra được trừ 1 trên đấy, trên fx đấy, cộng c đấy, nguyên hàm đây thì được đây đúng không? Đấy, sẽ bằng đấy, nguyên hàm của x bình cộng 1 dx. Đấy, thế thì đấy, sẽ suy ra trừ 1 trên đấy, trên fx sẽ bằng x mũ 3 phần 3 cộng x cộng c phẩy. Đấy, đề lại cho f0 bằng 1 đúng không? Đấy, khai thác luôn đúng nhỉ? Đấy, khai thác luôn. Đấy, cho nên suy ra trừ 1 trên đấy, trên f0 đấy, sẽ bằng trừ 1 trên f0 thì sẽ bằng trừ 1 đúng không? Đấy, trừ 1 và lại bằng c phẩy. Đấy, thế là có c phẩy. Thế là bây giờ các em tính được f trừ 1 đúng không nhỉ? Đấy, tính được ngay. Thế trừ 1 vào x được chưa nhỉ? Đấy, thế trừ 1 vào x có ngay f trừ 1. Đấy, suy ra đấy, trừ 1 trên f trừ 1 đấy, sẽ bằng đấy, trừ 1 trên f trừ 1 sẽ bằng thế trừ 1 vào đây được trừ 1 phần 3 trừ 1 và đây cũng c phẩy cũng bằng trừ 1 được chưa nhỉ? Đấy. Đây bằng trừ 7 phần 3 đấy, trừ 2 thành trừ 7. Thế thì sẽ rút ra được f trừ 1 đấy, 1 chia 7 phần 3 thì thành 3 phần 7. Có ngay. Đấy. Có ngay. Đáp án nào đây? 3 phần 7. Chính là D. Đấy. Thế là các em đã tìm được F trừ 1 đúng không? Đấy. F trừ 1. Các em chuyển. Đấy, chỉ tuyệt đối x 5 điểm cực trị. Đấy, thế thì cái hàm chỉ tuyệt đối x này thì đấy, các em hiểu là
x bằng 0 là một cực trị, được chưa? Đấy, tại vì là x âm với cả x dương đấy thì là y bằng nhau, được chưa? Đấy, y bằng nhau. Đấy, cho nên là x dương có bao nhiêu cực trị thì sẽ có bấy nhiêu cực trị lại. Đấy, x âm nó là đối của x dương, được chưa? Đấy. Đấy. Đấy, đầu tiên các em có là đấy, các em đặt t bằng trị tuyệt đối của x cộng m này. Đấy, x bằng 0. Đấy, suy ra t bằng m. Đấy, là một điểm nhé. Đấy. Đấy là một điểm. Đấy, điểm cực trị. Đấy, điểm cực trị. Đấy, khi x lớn 0 này. Đấy, x lớn 0. Đấy, thì t bằng đấy, x cộng m. Đấy, x cộng m. Nếu mà t bằng âm 1 đúng không? Đấy, t bằng x cộng m mà bằng âm 1 này. Đấy, bằng âm 1. Đấy, thế thì m phải đấy, m phải bé hơn âm 1, được chưa nhỉ? Đấy, m phải bé hơn âm 1. Tại vì sao? X lớn 0, đúng không? Đấy, x lớn 0. Đấy. Đấy thì đấy, trường này sẽ đấy, khi đó ấy, đấy, sẽ có hai điểm cực trị. Đấy, đấy sẽ có hai điểm cực trị. Đấy, sẽ có hai điểm cực trị. Đấy, x1 lớn 0 và x2 lớn 0. Đấy, và khi có hai điểm cực trị x1 lớn 0, x2 lớn 0 này. Đấy thì đấy, sẽ lại suy ra đấy, x bằng trừ x1 đấy nhỉ? Đấy, x bằng trừ x1 này. Đấy, rồi là x bằng trừ x2. Đấy. Đấy cũng là hai điểm. Hai điểm cực trị. Đấy là hai điểm cực trị. Đấy, thế là lúc này các em sẽ có đủ đấy, đủ 5 điểm cực trị, được chưa? Đấy, đủ 5 điểm cực trị. Tại vì là các em hiểu là trị tuyệt đối của x thì f(x1) với cả f trừ x1 đấy thì nó bằng nhau, được chưa? Đấy, nó bằng nhau. Đấy, cái đồ thị của x bé hơn 0 nó đối xứng với đồ thị x lớn 0 qua trục tung nhá. Đấy, cho nên là đấy, các em hiểu. Đấy, hàm trị tuyệt đối của x. Đấy, thế thì đấy, các em chỉ cần m bé hơn 1 là sẽ thỏa mãn đề bài, được chưa? Đấy. Thỏa mãn đề bài. Nên là các em sẽ có ngay B, được chưa nhỉ? B. Các em chuyển. Rồi các em đưa code 2x về sin x xong rồi là đạo hàm nhé. Đạo hàm.
Đấy, cho đạo hàm lớn không thì sẽ có hàm đồng biến. Đấy, các em có y bằng. Sin mũ 3x này. Cộng m nhân với cả 1 trừ 2 sin x, sin bình x. Cộng 3 sin x trừ 1. Đấy, thế thì lúc này là đặt sin x bằng biến mới nhá. Đấy, đặt sin x bằng biến mới. Đấy, y bằng v chẳng hạn. Đấy, v mũ 3 trừ 2m v bình. Đấy, cộng 3v cộng m trừ 1. Ở đây thì là v bằng sin x thì lớn hơn trừ 1 đúng không? Đấy, v bằng sin x. Đấy, và nhỏ hơn 0. Lớn trừ 1 nhỏ hơn 0. Rồi. Đấy, thế giờ các em đạo hàm, được chưa? Đấy, đạo hàm. Đấy, sẽ có y phẩy này. Đấy, sẽ bằng 3v bình trừ 4mv cộng 3. Thì đồng biến thì đạo hàm phải lớn hơn 0, được chưa nhỉ? Đấy, lớn không, đấy, lớn hơn không, đấy, sẽ tương đương đấy, tương đương với đấy, chuyển 4mv sang vế phải này. Đấy, rồi là chia cho 4v. Đấy, v nhỏ hơn 0 cho nên khi chia cho 4v thì sẽ đổi dấu bất phương trình đổi chiều nhé. Đấy, đổi chiều. Đổi chiều thì các em sẽ có đấy, sẽ có m. M sẽ lớn hơn. M lớn hơn 3v bình cộng 3 chia 4. Đấy, chia 4V đấy nhỉ. Đấy, chia 4V. Đấy, tại vì là V V nhỏ hơn 0 cho nên là khi chia cho 4V thì đổi chiều bất phương trình nhỉ. Đổi chiều. Đấy, các em đặt đây bằng FV. Đấy, thì đấy, FV sẽ bằng 3V phần 4 này cộng 3 phần 4V. Đấy, cho nên đạo hàm sẽ được 3 phần 4 trừ 3 trên 4V bình. V bình là thuộc đấy, V bình là thuộc thuộc khoảng 0,1 đúng không? Cho nên là các em có là đạo hàm đây là sẽ âm đúng nhỉ? Đấy, đạo hàm âm. Đạo hàm âm. Đấy, cho nên là suy ra. Đấy, suy ra. Đấy, suy ra FV là sẽ bé hơn F trừ 1. Hàm F giảm đúng nhỉ? Hàm F giảm cho nên là
sẽ nhỏ hơn f trừ 1 đúng không? Ừ, nhỏ hơn f trừ 1. Đấy, thay trừ 1 vào đây các em sẽ được trừ 6 phần 4. Đấy, trừ 6 phần 4 bằng trừ 3 phần 2. Ừ. Đấy, phải nhỏ hơn m đúng không? Ừ. Nhỏ hơn m. Nhỏ hơn m. Thế thì đề bài bảo là m nguyên âm. Nguyên âm thì suy ra m bằng âm 1 được chưa nhỉ? Đấy, âm 1. Ừ. Âm 1. Thì các em có 1 đúng không? Có 1 giá trị đúng không nhỉ? Đấy, các em có A. Đấy. 1 giá trị. Các em chuyển 46. Không quá 20 nghiệm nguyên. Ở đây là căn cho nên là điều kiện các em phải có x là phải lớn bằng 1 đúng không? Đấy. Các em có là x lớn bằng 1. Đấy, không quá 20 nghiệm nguyên. Thế thì chỉ từ 1 đến 20 đúng không nhỉ? Đấy, chỉ từ 1 đến 20 thôi. Thế thì sẽ suy ra 1 bén bằng x bén bằng 20. Ừ. Đấy, thế thì suy ra. Đấy, đặt t bằng loga cơ số 3 của x thì sẽ phải lớn hơn bằng 0. Đấy, bé hơn hoặc bằng. Các em kiểm tra xem căn của loga cơ số 3 của 20. Đấy, xấp xỉ 1,65. Ừ. Đấy, thế thì giờ các em đi khảo sát cái hàm này nhé. Đấy, khảo sát. Các em sẽ có này. Kia là 2t bình đúng không? Đấy, 2t bình này. Đấy, cộng m căn 3t này. Cộng m cộng 1. Bé hơn bằng 0. Bé hơn bằng 0 mà. Rồi. Ừ. Sẽ suy ra. Các em rút ra m đúng không? Đấy, m sẽ bé hơn hoặc bằng. Đấy, trừ 2t bình này. Trừ 1 này. Chia cho t căn 3. T căn 3 cộng 1. Đấy, đặt đây là bằng bằng F. FT. Ừ. Thế đi khảo sát FT nhé. Các em đạo hàm FT. Được chưa? Đấy, đạo hàm FT này. Đấy, các em có F phẩy. Đấy, F phẩy bằng 0. Đấy, bằng 0 thì sẽ tương đương với cả. Đấy, đây là trừ 4. Trừ 4t này. Đấy, nhân t căn 3 cộng 1. Ừ. Cộng 2 căn 3t bình. Cộng căn 3. Đấy, bằng 0. Ừ. Thế thì sẽ tương đương với cả
trừ 2 căn 3 t bình này, trừ 4 t này, đấy, cộng căn 3, đấy, bằng 0. Đấy, các em bấm máy xem phương trình này trừ 2 căn 3 này, trừ 4 này, căn 3 này, đấy, sẽ được muốn nghiệm là đấy, t bằng t1 sẽ xấp xỉ 0,3 này. Và t bằng t2 xấp xỉ âm 1,4. Đấy, âm 1,4. Thế đi à. Giờ các em sẽ có bảng biến thiên, đúng không? Đấy, có bảng biến thiên. T này. F phẩy này. F này. Đấy, đây là 0 này. 0. Đấy, T1 này. Đấy, T1. Đấy, dương vô cùng. Bằng 0 ở đây. Đấy. Đấy, nhỏ hơn T1. Đấy. Trái dấu đúng không? Đấy, trái dấu. Thì dương, âm. Đấy, bằng 0. 0 thì bằng âm 1. Âm 1. Đấy, sẽ tăng lên FT1. FT1. Các em bấm máy FT1 xem nó xấp xỉ mấy nữa. FT1. Rồi, tại vì là nghịch biến được chưa nhỉ? Cho nên là các em cũng không đấy, không cần phải tính cái không cần phải tính cái này. Đấy, mà bây giờ các em tính cái này. Đấy, ví dụ đây là nó đây là nó giảm rồi. Nó giảm. Rồi T1 lớn 0 rồi. Thì bây giờ đi tính khi x bằng 20 thì thỏa mãn này. Đấy, x bằng 20 thì xem x bằng 21 thì T bằng bao nhiêu nhá. Đấy. Đấy, đi kiểm tra. Đấy. T2. Đấy, T2 bằng loga cơ số 3 của 21 này. Xem xấp xỉ mấy này. À, đây là t t t đây là căn đúng không? Căn thiếu. Đấy, thiếu dấu căn này. Căn loga cơ số 3 của 20. Đấy. Đấy. Đấy, đây là căn rồi nha. Đấy, căn rồi. Đấy, thế bây giờ thay x bằng 21 này. Một phẩy sáu sáu đúng nhỉ. Đấy, xấp xỉ 1,66. Đấy, thế thì xem FT2. Đấy, FT2. Đấy. Đấy, xấp xỉ mấy. Kem thay. Đấy, thay 1,66 vào đây.
trừ 2 đấy, nhân 1,66 bình này, trừ 1 này, mẫu sẽ là 1,66 căn 3 này cộng 1. Đấy, xấp xỉ trừ 1,68. Đấy, trừ 1,68. Đấy, thế thì à? Đấy, chỉ lấy nghiệm mà x từ 1 đến 20 đúng không? Đấy, x bằng 21 thì phải loại, đúng nhỉ? X bằng 21 phải loại. Đấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là m phải lớn hơn, phải m phải lớn hơn ft2, được chưa? Đấy, m phải lớn hơn ft2 để không lấy t2. Đúng nhỉ? Không lấy t2. Đấy, suy ra. Đấy, suy ra là ft2 là phải bé hơn m. Đấy, bé hơn m. Bé hơn m. Thế thì à, suy ra m sẽ lớn hơn bằng trừ 1, được chưa nhỉ? M lớn bằng trừ 1. Thế thì à, trừ 1 đến 20 thì à, các em sẽ đếm được à, 22 đúng không? 22 giá trị của m, được nhỉ? Đấy, 22 giá trị nguyên của m. Đấy, thế thì đấy, 22 thì sẽ là A đúng không? Đấy, A. Đấy, câu 46 là các em sẽ tìm được m lớn hơn hoặc bằng âm 1. Thì lúc đó thì đấy, chỉ là phương trình sẽ có không quá 20 nghiệm nguyên của x, được chưa nhỉ? Đấy. X chỉ từ từ 1 đến 20 đúng không? Đấy. Thì, bài hôm nay các em tạm dừng ở đây, hôm sau các em làm tiếp nhé. Chào các em.